Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chiều ngày 1 tháng 7, ông Bùi Xuân Ngàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Dũng, xác nhận vào sáng cùng ngày ở xã xuất hiện mưa lớn kèm giông sét. Trong khi mưa, sét đã đánh trúng một người dân đang làm đồng, khiến người này chết tại chỗ. Người đàn ông này 63 tuổi, trú tại thôn Lưu Đồn, xã Hồng Dũng. Vợ nạn nhân cũng cấy cách đó hơn 25 phút, may mắn không việc gì, ông Ngàn thông tin. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương lập tức thông báo cho chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng có mặt thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Đây cũng là vụ sét đánh gây chết người thứ hai trong vòng gần 2 tháng qua tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Bình, rãnh áp thấp kết hợp vùng hội tụ gió trên cao nên từ ngày 30 tháng 6 đến 7 giờ ngày 1 tháng 7 trên địa bàn tỉnh Thái Bình có mưa nhiều nơi. Trong đó lượng mưa đo được nhiều nhất tại khu vực Minh Hòa, huyện Hưng Hà là 79,6 mm, Thụy Trường, huyện Thái Thụy là 76,6 mm và thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy ở mức 73,4 mm. Dự báo đến ngày 2 tháng 7, địa bàn tỉnh Thái Bình tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa trung bình từ 10 đến 40 mm. Do đó, người dân cần chủ động đề phòng dông sét, mưa lớn.